Mến chào anh chị em và các bạn. Hôm nay Phương vào bếp để thực hiện món ăn làm từ bí ngòi cùng chia sẻ đến anh chị em và các bạn. Thì cái món này á, Phương gọi nó là món chả trứng bí ngòi. Nguyên liệu gồm có 3 trái bí ngòi, Phương cũng mới vừa hái từ sau vườn nhà của mình nè. Cân nặng khoảng 500 g đó mọi người. Cùng với 5 quả trứng gà, một củ hành tây, một ít chi, một cắp bột mì, 1/4 cắp dầu ăn. Thì dầu ăn loại nào cũng được hết mọi người, cùng với một vài miếng thịt ba gọi xông khói. Thì cái món này cũng dễ làm lắm mọi người ơi, vừa nhanh gọn lẹ mà lại vừa bổ dưỡng nữa. Mình nấu xong mình bỏ tủ lạnh nè, mình có thể để ăn dần, hoặc là mình đi picnic á, mình mang theo cũng rất là tiện đó mọi người. Thì cách thức nấu như thế nào, xin mời mọi người cùng vào bếp với Phương cho vui nha. Trước hết thì Phương sẽ bào mấy cái trái bí ngòi này ra. Mọi người có thể sắc nhuyễn cũng được nha mọi người. Bước kế tiếp nữa thì mình sẽ bào chi nha mọi người. Thì ở đây Phương bào được 3/4 cắp chi. Rồi cái Phương cũng sẽ cho cái chi này vào trong cái thau mà bí ngòi nãy mình bào đó. Bây giờ thì mình sẽ cắt mỏng củ hành này ra ha mọi người. Có củ hành này vô thì cái làm cái món ăn của mình thêm hấp dẫn. Nó vừa thơm mà vừa ngọt nữa nè. Rất là ngon. Bây giờ thì mình cắt tới thịt ba gọi xông khói ha mọi người. Mà thịt ba gọi xông khói này nè mọi người. Nó rất là mặn nhưng mà nó có hai loại nha. Một loại là giảm lượng muối đó. Thì các bạn nên mua cái loại mà giảm lượng muối á, ăn nó không có mặn quá, ăn mặn nhiều quá thì cũng không có tốt quá mọi người ơi. Với lại thịt ba gọi này nè, nó có cái da ở ngoài hành ngoài đó, mình cứ tháo bỏ nó đi, rồi sắc mỏng mỏng như nè. Sau khi mà Phương sắc mỏng hết mấy cái này rồi đó, Phương sẽ chặn qua, chặn 2-3 chặn như vậy nè, để mình cũng không có chặn nhuyễn quá mà cũng không có để to quá. Nó vừa vừa vậy đó. Rồi bây giờ mình sẽ cho thịt thông khói này vào cái thau bí ngòi này ha mọi người. Và mình sẽ dặn cái bếp lò lên ở nhiệt độ là 170 độ C ha. Bây giờ tiếp tục thì Phương sẽ cho cái phần bột này vào. Và mình trộn đều nó lên. Rồi cái phần bột này thì nó đã cũng đã thấm đều rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ xay qua làm phần trứng ha. Cái 1/4 của cắp dầu hồi nãy đó Phương đổ qua cái tô này nè, cho nó lớn tí xíu để mình dễ dàng đánh trứng lên. Thì lần lượt Phương sẽ cho 5 cái trứng vào đây nha. Rồi sau đó thì Phương sẽ đánh trứng này lên. Mình cũng không cần phải đánh nhiều quá, chỉ cho cái lòng đỏ với lòng trắng đó, nó tan với nhau thôi. Sau khi mình khuấy đều rồi đó thì bây giờ mình sẽ cho trứng vào cái thau bí ngòi này ha mọi người. Rồi mình sẽ trộn hỗn hợp này lên cho nó trứng và bột nó đều với nhau nhé mọi người. Rồi bây giờ thì Phương sẽ cho một chút xíu muối thôi. Còn tiêu thì mình cho hơi nhiều một chút. Bởi vì muối ít là trong thau mình đã có cái thịt thông khói rồi. Tiêu thì mình cho nhiều nó thơm. Mọi người nhìn thấy ngon không nè? Hấp dẫn không? Bây giờ thì Phương sẽ quét cái dầu vô khuôn ha mọi người. Và sau đó đó, Phương sẽ cắt cái giấy bóng trong nhà bếp đó. Phương sẽ lót lên cái mặt tray này. Mà mọi người nhớ nha, mình cắt cho nó dư ra như Phương như vậy nè. Hai đầu mình để dư vậy đó, để một hồi mình lấy bánh ra nó dễ hơn. Chứ nếu mà mình cắt bằng cái khuôn á thì một hồi mình lấy bánh nó hơi khó. Phương cắt, Phương chừa hai đầu vậy đó, một hồi cái Phương lấy lên nó dễ lắm. Rồi bắt đầu mình cho cái hỗn hợp này vào khuôn nha. Rồi sau đó Phương sẽ cho vô lò nướng.
Rồi, bắt đầu mình đem đi nướng nha mọi người. Ở nhiệt độ 170 độ C. Trong vòng mình nướng trong vòng 40 phút nha. Trong lúc chờ đợi á thì Phương ăn cây kem drumstick của ông xã đem đến cho Phương nè. Ăn này ngon nhưng mà dễ bị mập lắm. Rồi trong vòng 40 phút đó thì bánh đã chín rồi nè. Mọi người nhìn thấy ngon không? Mình để cho nó lạnh một chút xíu. Mình để cho nó lạnh chút xíu. Rồi mình sẽ cắt gai ra các bạn. Sau khi để nguội một chút xíu đó mọi người, mình cắt nó cũng dễ, nó không có bị bể bánh. Mà bánh nó cũng không cứng nữa mọi người thấy không? Rất là ngon. Cái món này cũng dễ làm, để Phương ăn thử rồi Phương cho mọi người biết nha. Cắt ra cái miếng bánh nó rất là mịn, ngon quá mọi người ơi. Cái này mình có thể ăn trưa ăn tối cũng được, hoặc mình đi picnic á, mình đem theo ăn cũng được, ngon lắm. Ừ, ngon quá. Mọi người làm thử đi, ngon lắm. Bây giờ thì Phương đã làm xong cái món chả trứng này rồi. Phương chúc mọi người làm thành công cái món chả trứng này. Phương xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp lại anh chị em và các bạn ở video tiếp theo. Phương rất cảm ơn anh chị em và các bạn đã xem video của Phương. Nếu như anh chị em và các bạn thích kênh, thì xin hãy like và đăng ký kênh ủng hộ Phương nha, để kênh được phát triển. Và cũng đừng quên nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Phương. Bây giờ thì xin chào tạm biệt, xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an.